Đây là cái trường của Khê Đì nó học. Cái trường nhìn thấy như vậy á mà chứa tới khoảng 2.700 học sinh đó. Nó sâu vô trong lắm. Hôm nay là cái ngày mà bị vai vịt nó bị corona nó tấn công nên mấy đứa học sinh nó ở nhà hết rồi. Hôm nay không có ai đi ở trường á. Trường này bữa nay đóng cửa khoảng 2-3 tuần lễ gì đó. Không biết chừng nào nó mở cửa trở lại. Trường này là trường cấp 3. Khi thì bây giờ nó học lớp 10 rồi, nó học ở trong cái trường này á. Nhưng mà mọi người thấy không, cái trường này như vậy á, chứ nó sẽ đập xuống sang năm á, nó sẽ đập xuống. Ở Mỹ này nó ngộ lắm, tới ngày nó đập là nó đập, chứ nó không có kể là mới hay cũ gì hết á. Tới cái tháng của nó là nó tới cái năm của nó là nó đập, là nó đập. Mọi người thấy không, cái trường của nó vẫn còn thấy mới tinh nữa, không có đến đổi tệ. Nó đập nó chưa đập mà nó chuẩn bị nó xây bên kia cái trường kìa. Đó, cái trường đó cái trắng trắng là cái trường mới, nó mới làm á. Nó làm để mai mốt này xong rồi cái nó đập cái trường cũ này nè. Cái trường đó nó có chiều sâu lút vào trong á, nó xây bên cạnh cái trường cũ. Rồi cái trường cũ này nó đập, nó làm cái chỗ đậu xe cho học sinh, nó đậu xe hoặc là thầy cô giáo. Nhìn thấy vậy á, bên kia cái đồi á nên nó hủng ở dưới á. Cái tầng này là cái tầng ở trên, còn nó ở dưới, hai tầng nữa ở dưới á. Có thể nó xây cao lên nữa mà không biết có xây không biết. Nhìn cái giống như nó đang xây lên thêm cao lên nữa đó. Đó, con gái tôi nó bỏ quên sách vở rồi nó vô nó lấy. Nó đài ba nó đang ngủ ở nhà, cái nó bắt kêu dậy, nó đi kêu đi chở nó đi. Ok, bye.